Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Mazda BT50 nó cũng giống như là Ford Ranger. Khung gầm, thân vỏ, máy móc đều như nhau và cũng được chia các phiên bản như nhau, phiên bản 2.2 này, phiên bản 3.2 này. Ở phiên bản 2.2 thì có phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, có phiên bản 1 cầu hay là phiên bản 2 cầu. Thì chiếc xe ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe Mazda BT50 ở phiên bản 2.2 số tự động 1 cầu quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, nhập khẩu về Việt Nam là 2017, đăng ký từ năm 2017. Chiếc xe này mới lăn bánh chuẩn 10 vạn km quý bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn theo dõi kênh YouTube của tôi thì hôm trước tôi cũng đã đăng cái video mà tôi mua tại chỗ gặp làm việc trực tiếp với chủ xe để cho quý bạn thấy được là cái đồng hồ là tôi không tua nhé. 10 vạn chuẩn quý bạn nhé. Đấy, cái đồng hồ nguyên bản của xe mà tôi không tua thế nào ạ. Mua như nào là tôi đem ra tôi bán như thế vậy ạ. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị bạn ở chiếc xe Mazda BT50 này đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ xịn, những cái đồ đắt tiền ạ. Tôi ví dụ như là toàn bộ đầu DVD, màn hình, loa của Pioneer rất là đắt tiền và rất là xịn, nghe rất là hay quý bạn nha. Và chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm cả camera sườn, camera lùi và cảm biến lùi, nắp thùng thấp nhé, độ thêm rất là nhiều đồ và rất nhiều tiền vào chiếc xe này quý bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 458 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 2017 đã lăn bánh 10 vạn km này rồi nhé. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần thân vỏ nước sơn bên ngoài của chiếc xe Mazda BT50 2017 này quý vị bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe dán thêm cái bộ tem sườn ngay từ lúc mới mua quý bạn nhé. Cho nên là chiếc xe này chúng tôi mua về là nó cũng có xước sát một vài chỗ. Chúng tôi không sơn đâu ạ, sơn là nó mất tem. Sơn là bây giờ là phải sơn lại, phải bóc tem đi mất, cho nên là chúng tôi không sơn quý bạn nhé. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà không thích cái tem này thì về chúng ta có thể sơn lại hoặc bóc đi. Và nếu như sơn lại cả xe chiếc này thì bây giờ quý vị và các bạn cũng không mất tiền đâu nhé, vì chiếc xe này còn bảo hiểm thân vỏ còn rất là dài quý bạn ạ. Chiếc xe này là chủ xe có vay ngân hàng cho nên là phải mua bảo hiểm, cho nên bảo hiểm thân vỏ bây giờ là còn rất là dài quý bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bán tải 2017 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan còn rất là đẹp đây này. Chúng tôi mua về là nó như thế nào là tôi đem ra tôi quay giới thiệu cho quý vị như vậy thôi ạ. Đấy, trên về cái phần thân vỏ thì nó có xước sát một chút thôi, không xước nhiều đâu quý bạn nhé. Xước sát rất là ít thôi, rất là nhỏ nhẹ thôi, phải nhìn tinh mới thấy được cái những cái vết xước này. Nhưng mà do có tem sườn cho nên chúng tôi không sơn cũng không đánh bóng đâu ạ. Đấy, còn nguyên bản như hôm trước tôi mua về chỉ có rửa và dọn dẹp đi thôi quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì mới lăn bánh đúng 10 vạn km quý bạn ạ. Đấy, 10 vạn km thì tôi cho quý bạn xem là cái dàn lốp. Dàn lốp thì chủ xe cũng đã thay lên là 2 lần rồi quý bạn nhé. Hai tức là thay một đôi một, từng đôi một, cho là cả 4 quả lốp này chủ xe đã thay rồi, nhưng thay làm 2 giai đoạn. Đấy, và còn rất là mới đây quý bạn này. Đấy, dàn lốp thì chủ xe đã thay rồi và còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, rất là dày luôn quý bạn này. Chiếc xe này là chủ xe thay dàn lốp từ năm 2019 này này. Đấy, mà còn dày như này. 19 đến bây giờ thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Tính ra là phải sử dụng được là 4 năm. Đấy, từ 2019 đến bây giờ sử dụng 4 năm mà còn dày như này.
Đấy thì là nói là chủ xe chạy từ cái năm 2019 là rất ít nha. Bác chủ xe cũng chia sẻ là từ cái năm Covid đến bây giờ thì lại chạy rất ít, không chạy mấy. Trước khi Covid thì còn chạy nhiều, chứ bây giờ thì từ khi Covid không chạy mấy, cho nên là thay lốp xong mà lốp còn mới như này đây các bạn này. Đấy, dàn lốp mới thay xong mà thay từ năm 2019 mà còn mới còn dày như này thì các bạn biết được là từ lúc đấy đến bây giờ chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp. Nhìn về phần đầu thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là đèn gầm, là đèn gầm là đèn bi đấy các bạn nhá. Nhưng đèn pha thì là đèn halogen thôi. Đấy, đèn pha được halogen và bác chủ xe đã dán thêm cái này để trang trí và bảo vệ đèn. Đấy, chiếc đèn thì cũng chưa có bị đâm va gì cả, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhá. Đấy, cái đèn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Toàn bộ là mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này, đều rất là đẹp này. Đấy, một chiếc xe bán tải. Gương chiếu hậu thì xe cũng đã được gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và chia sẻ với quý bạn nhá, đây bác chủ xe này còn chưa bóc cái ni lông ở cái bậc cửa này đâu. Cái bậc cửa này là còn ni lông này, đây nó xước lên nhem cái ni lông nhá. Đấy, cái ni lông của bậc cửa còn chưa bóc. Toàn bộ ở hai bên bậc cửa này, cái bậc cửa chưa bóc ni lông. Đấy, rất là đẹp luôn, tay nắm cũng được bọc này, bọc theo cái bộ ốp đèn. Và nhìn về đằng sau thì quý bạn thấy đây ạ, chiếc xe đã được lắp thêm một cái nắp thùng thấp có vai thể thao, rất là đẹp rồi. Cụm đèn hậu cũng chưa bị xước sát gì cả này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cụm đèn hậu này, logo còn rất đẹp luôn. Đấy, đèn hậu này, rất là mới luôn các bạn nhé. Từ năm 2017 đến bây giờ tính ra là cũng đã là 5 năm rồi. Đấy, mà còn mới còn đẹp như này đây ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm là cảm biến lùi này, camera lùi, camera hành trình. Camera lùi này cũng rất là xịn các bạn này. Camera này bác chủ xe độ thêm toàn đồ xịn luôn các bạn nhé. Đầu màn hình loa Pioneer. Đấy, loa rất là xịn, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Về cái phần sườn bên phụ đây ạ, đấy cũng tem sườn này, còn rất đẹp luôn, nước sơn cũng còn rất đẹp các bạn nhé. Đấy, bậc cửa đây chưa bóc ni lông các bạn này. Đấy, những cái ni lông mà chủ xe chưa bóc ra đây này. Đấy, vẫn còn nguyên ni lông này. Đấy, chưa bóc cái ni lông này ra đâu. Và đây là cái camera sườn. Đấy, camera sườn mà bác chủ xe đã lắp thêm nha. Lát nữa tôi lên xe tôi bấm cho các bạn xem là cái camera sườn này. Nó rất là thuận tiện khi chúng ta đỗ hoặc lùi ở những cái đường hẹp. Đấy, gương cầu bác chủ xe rất là cẩn thận các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ quay cho các bạn xem là cái phần gầm này. Đấy, gầm cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Gầm rất mới luôn. Đấy, đây là cái phần gầm của chiếc xe. Gầm còn rất đẹp các bạn ạ. Tôi sẽ cố gắng quay thật chi tiết cho quý bạn xem này. Toàn bộ từ những sắt xi này, giảm sóc này, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đây là những cái phần gầm. Rất là mới. Phần gầm rất là mới luôn các bạn nhé. Về cái phần thân vỏ bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn, phần gầm. Đây, tôi quay cả trong những cái hốc này cho các bạn xem là những cái giảm sóc này. Đều rất là mới luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, chúng tôi cam kết tất cả là keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, còn nguyên bản hết này. Và tất cả nội thất này, từ táp bi cánh cửa này. Đấy, rất mới luôn đấy. Vô lăng thì thưa với các bạn, cái vô lăng cũng còn rất là mới vì chiếc xe thứ nhất là chạy ít, có 10 vạn thôi. Và cái thứ hai là bác chủ xe
có bọc cái vô lăng. Tôi vừa mới tháo cái bọc ra để tôi quay cho quý bạn xem là nó thực tế. Tôi vừa bóc ra các bạn nha, vô lăng cần số này, rất đẹp luôn này, tay phanh các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì đã được trang bị là ghế da cao cấp nguyên bản rồi các bạn nhé. Đấy, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe và đã được bác chủ lót sàn rồi. Ốp bậc cửa này, đấy, ốp bậc cửa chống trước này, lót sàn này, thảm nguyên bản của xe này còn nguyên này, đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Tất cả những cái ốc bản lề thì còn nguyên bản hết này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ này còn nguyên hết luôn này. Đó, keo chỉ còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Từ bậc cửa này cũng còn rất đẹp này, đã được dán hết rồi này. Lót sàn này, phải nói là chiếc xe này quá là mới đấy. Nội thất ghế da đằng sau cũng còn rất mới luôn. Đấy, cái trần thì là bác chủ xe đang bóc bọc ni lông đây, cho nên là bên trong nó mới lắm ạ. Tôi chưa bóc ni lông ra, nhưng nếu bóc ni lông ra nó rất là đẹp. Tôi cũng thấy tiếc bọc ra là nó sẽ bẩn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, tôi lại tạm thời đóng cửa vào và tôi sẽ bắt đầu nổ máy và cho quý bạn xem về những cái phần mà chủ xe đã lắp thêm các bạn nhé. Đấy, tôi đã nổ máy chiếc xe này lên rồi các bạn nhé. Đấy, nổ máy chiếc xe này rồi. Đồng hồ là chạy 10 vạn đây các bạn nhé. Đấy, 10 vạn đây này các bạn. Đấy, cái loa chủ xe lắp thêm này, nghe rất hay này. Tôi phải tạm thời cho nhỏ âm đi để cho tôi giới thiệu cho quý vị các bạn để quý bạn dễ nghe nhé. Còn chiếc loa này thì quý bạn phải đến xem trực tiếp thì nghe nó mới thấy hay được, chứ tôi phát qua điện thoại như thế này, tôi quay qua cái điện thoại thì nghe nó không thấy được cái chất loa đâu. Nhưng loa rất là hay. Toàn bộ loa này và đầu Pioneer mà chủ xe đã độ thêm rất là xịn các bạn nhé. Cái bộ loa Pioneer nghe thì rất là hay, các bạn biết rồi. Nó khác với những cái loa tàu đang bán ở trên thị trường nhé. Đầu màn hình loa tàu bán thị trường không thể hay được bằng cái này đâu. Và chiếc xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn nhé. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn. Đấy. Và vô lăng thì bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control đấy. Đấy, ở chiếc xe BT50 thì nó đã được trang bị những cái option này rồi. Đấy, và những cái thiết bị này, mic này mà chủ xe lắp thêm này. Đấy, những cái phần nhựa ở trên này này rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này đều mới lắm đấy ạ. Từ tablo này, tablo rất mới, rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và vô lăng còn mới như này đây các bạn xem này. Vô lăng này, cần số này. Đấy, tay phanh đều rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả đều rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2017 ở cái phân khúc bán tải mà đẹp như này thì cũng được xếp vào dạng hiếm các bạn nhé. Bán tải thì đa số là người ta hay mua để về người ta chạy chở hàng, gọi là xe để lao động, cho nên là giữ gìn mà đẹp như thế này thì rất là ít ạ. Sau đây thì tôi lại xuống xe, tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem những cái phần còn lại của chiếc xe nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp thùng lên cho quý bạn xem là cái nắp thùng của chúng ta còn mới như thế nào nhé. Cái này là vẫn còn khóa này, đầy đủ khóa luôn các bạn nhé. Đấy, vẫn đầy đủ khóa luôn này. Tôi mở cái nắp thùng ra cho các bạn xem này, rất là tiện các bạn nhé. Đấy, và đây là trên xe này, là cái đồ này là đồ của tôi thôi. Đấy, rất là đẹp. Và cái lót thùng này chủ xe cũng đã lắp thêm rất là rộng nhé quý bạn, là cái thùng này thì chở được đồ rất là nhiều đồ. Đấy, và đặc biệt là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ keo chỉ này còn nguyên này. Đấy, keo chỉ nguyên bản.
ốc bản lề cánh cửa này. Còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, tabi cánh cửa đây, rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhá. Toàn bộ từ những cái phần nội thất phía sau này, phần da ở ghế phía sau này cũng đều rất là mới này. Đấy, rất là đẹp luôn nha quý vị bạn nhá. Trần nỉ rất là sạch, rất là mới đây này các bạn này. Nó qua cái lớp ni lông này không nhìn rõ, chứ nếu như nhìn thực tế là nhìn nó mới lắm. Bóc cái ni lông này ra là cái trần rất mới. Nhưng mà tôi không bóc nữa, bóc cái ni lông ra là về cái nhiều người mua về lại phải dán lại. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ là những cái phần keo chỉ này, còn nguyên này, keo chỉ nguyên bản này, chưa có bị đâm va gì cả. Đấy, đều rất đẹp các bạn nhé, cả cái tắp bi cánh cửa này. Đấy, bậc cửa này đã được dán chống xước rồi. Sàn này đều mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2017 ở cái phân khúc bán tải mà đẹp mà mới như này thì cũng không có nhiều trên thị trường đâu các bạn nhé. Thực tế ra là bác chủ xe mua từ năm 2017 đến 2019 thì bác chạy nhiều hơn. Chứ còn đến năm 2020 trở đi là Covid rồi, bác không chạy nhiều, bác cũng chia sẻ như vậy đấy ạ. Đấy, tem của nhà sản xuất đấy ạ, chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan. Tất cả các ốc ấy còn nguyên hết luôn. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 2017 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít đi kèm với hộp số tự động quý bạn nhé. Đấy, và cái động cơ này mới lăn bánh được có 10 vạn thôi, cho nên là còn rất là mới quý bạn này. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý bạn cùng xem về cái động cơ này nhé. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ được rồi, và trước khi mua chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ về cái phần động cơ này, rất là khô, rất là đẹp quý bạn nhé, chưa có bị lỗi gì cả, và tất cả máy móc là còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, 2017 mà bán tải mà xe còn đẹp như này thì không có nhiều các bạn nhé, tôi khẳng định luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản luôn ạ. Cam kết với quý vị và các bạn là động cơ này là còn nguyên bản này. Đấy, và từ ốc chân cabo này, ốc cabo này, keo chỉ cabo này còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là các ký hiệu này, các thứ là còn nguyên hết này, không có mất một phân keo chỉ nào cả này, còn nguyên bản hết đây quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản luôn. Đấy, và kể cả cái tấm chắn nóng của cabo cũng còn rất là mới này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda BT50 2017 lăn bánh 10 vạn km này các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 458 triệu đồng quý vị và các bạn nha. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán sau, tức là trả góp quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.
Mm-hmm.